Yo, chào tất cả mọi người, mình là Ba Mi. Mình là Bóng Mập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kenya. Thì hôm nay các game này sẽ quay trở lại với Pip Mini Game. Và đây nó cập nhật thêm nhiều cái mini game mới nha mọi người. Đó, ví dụ như là vụ nổ lớn. Mình có biết cái vụ nổ lớn này là cái gì luôn á. Là sao? Giờ cho thử biết cái này có nhiều như thế nào là game mới mà có ai biết đâu. Ồ, ê, mấy cái cục mà đẩy xuống cho mày nổ TNT á ba. À, game này game cũ. Trong vòng một trong những ngòi nổ này sẽ kích hoạt trái bom hả? Ủa vậy làm nhiệm vụ của mình sẽ là gì? À, chọn cái bấm hình xui. Cái này là mang tính hình xui nè. Cái này người ta gọi là chơi gì ta? Cái gì à? Ui. Nhỏ hơn vậy. Ê tao lên, có lượt tao. Nè, xanh lá dính nè. Mở cái xanh lá lên dính nè. Anh là ga là xanh lá luôn á. Ồ, ga nó lửa được hả? Hây. Phải rồi. Tao không có nổ. Ngon vãi rồi. Ba Mi nổ chắc. Đừng. Bây giờ 50-50 sao chơi? 50-50 sao chơi? Màu vàng thôi, quý là màu vàng thôi. Vàng này là hên lắm á. Nếu mà màu vàng không nổ là hên lắm á. Rồi. Vãi rồi. Khi ta nghe cái này nó xui nó mới nổ. Ủa nữa là ao tay con cuối luôn. Bảo bập nó xui, cái đó là bảo bập nó xui. Rồi xong thanh niên luôn. Thanh niên mày nhỏ mày nổ luôn cho tao đi. Mày nổ luôn giùm tao cái. Mà tính lá tiếp hả? Mày nổi. Rồi, cái này là chơi giống như là chơi cái trò gì mà trong bất gì hay chơi là bắn vô cái thùng xăng á. Cái này gọi là cái nhân phẩm ấy, đúng rồi. Rồi tiếp đi cô. Màu tím. Nè BD nè bom. Ghê vậy. Vãi nồi. 50-50. Giang đi, Giang nổ rồi, giờ không nổ đâu. Sao này biết? Bảo thúi nha mọi người. Hồi nãy sao có vùng canh ra đâu có nổ đâu. Đúng đi. Chứ bậy lù đấy. Vãi nồi, cái này gọi là hết nhân phẩm kia, nhân phẩm tốt. À, hồi nãy mà mình lựa cái màu xanh đúng của mình là ngon lành rồi. Vãi được. Đường ống. Sửa ống cống nè, sửa ống cống nè. Ở đâu phải sửa đường ống nữa, nhưng mà không sửa kịp là coi như là mình sẽ bị ngập chết. Bắt cặp dài đây. Mới vô mà win được một trận cũng khá là vui. Ờ rồi bây giờ hai team nhau này. Đây bây giờ đậu, bây giờ nó tính theo team rồi đúng không? Giờ là lũng cái đầu là fix cái đó nha. Đúng rồi, lũng cái đầu là fix cái đó. Này góc mình nhìn mà nó không lũng thì cố gắng đập cho nó bể luôn cũng được nữa. Ê, phát. Đâu vậy? Ok. Nhanh lên em ơi, bể đổ nước bây giờ. Đúng rồi, okay. Phát đi, đúng rồi. Hay quá. Bên này, team bên này đang tốt, team bên này đang tốt. À, tốt được rồi, đừng nói mày ơi, để người ta làm mày ơi, mày đừng ồn ào như bên vậy. Bên kia nè em ơi, cố lên, trời ơi. Đâu? Là mở người nữa nha em ơi, cố lên em ơi. Hay quá. Okay. Cố lên em ơi, chết okay, rồi. Cuối nữa. Nó đang lên rồi. Còn mấy giây hay nữa? Lắm em ơi. Còn 25 giây nữa, còn 30 giây nữa. Lâu lắc gì trời, nhanh lên chút cái lộn đi chậm, đi nhanh lên chút. Ui, sắp bể rồi. Cố lên em ơi. Mình đánh. Rồi, toan rồi. Rồi, em không có đi, trời ơi, qua đây chi vậy? À, chết rồi. Bỏ mặt ra, rồi kìa. 1 giây, win. Trời ơi, win. Ủa, bỏ mặt đâu? Trong ngoài đây nè. Cần thấy tao không? Ủa sao mày tính ra mỗi mặt màu đỏ, nó màu vàng mà chứ đâu phải nó màu đen đâu ta. Tao đâu có thấy đâu. Có chỗ khác đen, chỗ leo núi nha mập ơi. Rồi lại là leo núi căng nha. Để coi chọn cái mini game khác coi. Mình không biết là có cổng cộng bao nhiêu cái mini game mới nha mọi người. Để mình coi thử coi bơm hay bóng mà. Cái trò này hôm trước tôi mới chết nè. Cái trò này hôm trước tôi mới chết nè. Nhưng mà tôi sẽ chơi né bơm. Không biết bơm hay bóng. Bóng. À cái này giống như nhảy audition nè. À bấm nút cho bàn phím hả? Đúng rồi, cứ bấm nút cho bàn phím là được. Sao? Ủa nhảy mà nó còn bị delay nữa hả? Đúng rồi. Ok. Nhảy sai là nó đi xuống lại á. Ủa S là lúc nào? À, S là đúng xuống, trời ơi, tự nhiên con quên. Bảo mập nó đang đi lên kìa. Bấm bậy rồi. Khá đều. Quyên nó bấm bậy luôn, thiệt tình chứ.
khá đều, khá đều. Tao gần tới lên, cố lên. Ý tao thằng nhất. Ô ê, ấy tụi bay bấm bằng phía sau lại tao. Tụi yếu rồi ơi. Win. Về nhất. Yeah, tao lên chứ tao lập. Ôi, về tiếp theo nữa các bạn. Đó, niên này về nhì. Kia về ba, Bảo về tư. Rồi, thôi, cao bấm sai mấy lần luôn ấy chứ. Tay tết ra tao mỏi. Bái. Hồi nãy tao cứ bấm liên tục, tao im re, tao bấm, tao tưởng đâu Hoàng Bảo lên trước rồi. Tao hết hồn, là anh tao lên của mình. Tao tưởng lên trước là về hàng tư, ôi rồi. Ủa vậy kính ra là mày lên, mày lên đầu tiên luôn à, Bami? Ừ, tao lên đầu tiên luôn, xong tới thanh niên 868 nè. Vãi. Ok, tao chọn cái game tiếp theo rồi đó, game tiếp theo nó sẽ cũng khá là hấp dẫn ấy. Né bom. Đó, cái trò này coi chọn nè, Né bom. Né bom, rồi cái game né bom. Không biết trò này mới hay cũ nữa. Ê, né bom chứ tao mà game mà né lựu đạn là tao mới win nha, chứ còn né bom là tao không biết nha. À, game này game cũ. Trời ơi, game cũ mà nó được làm đặt cái tên. Ui, cái gì vậy? Hết hồn. Bom. Chưa. Đó, thanh niên này. Thanh niên ở trên điều khiển bom thả xuống. Đó, thanh niên nè. Đó, quăng cái bom kìa. Ui, nè. Nó quăng xong mà nó hiện lên nó nổ tiếp kìa. Qua bên này. Ôi giời, chơi hả gì ghê vậy? Đúng rồi. Dồn vô á, đây dồn vô gấu ở đó là thả cổ nó xuống. Bên này luôn. Thanh niên kia cố gắng giết tao cho bằng được. Tao ngẫm mà bay ơi. Ủa sao vậy? Tao đang né hai cái bông hai bên, tao đứng giữa. Trời, ba mi lựu đạn mà chết lựu đạn. Đó, coi lượt bảo mập nè. Chứ sao tào lao đi. Anh niên này còn không chịu bấm nữa mà. Đó, giờ mới bấm đó, hiểu chưa? Trời ơi, đứng đó sao chết được, bảo mập. Xích qua bên phải chứ bảo mập. Đứng giữa chạy vô dễ. Đó, đứng giữa nè. Ok, đứng giữa win đó bảo mập, đứng giữa được á. Ờ, thấy người ta đứng mà đứng ké nữa. Còn anh ấy xích qua một chút rồi chứ. Xích... Trời ơi, xích qua một chút là ăn liền á, đó qua đi. Win. Lại win. Vài rồi. Ok, đi ra mua game đi. Đây, để có lựa cái game khác cho. Trò chơi hiện tại, chọn mini game. Tốn 40 mấy, tốn 14 rồi mất đi. Đúng rồi. Để bạn kia. Trời ơi, mày mới mua hả? Không, thanh niên khác mua, không phải tao, thanh niên khác. À, ok. Nhưng mà bây giờ tao đang coi thử coi bây giờ là mình đang lựa đi chơi cái gì đây trời. Con chim sao? À, Flee the Facility nè, có nè. Ủa này là gì đây? Vậy ba, cũng lòng nó quất cái hòn đảo. Ê, mày ông gì vậy? Đảo mà. Con gì? Đó, cái cục nó ra, cục sắt đó, nó phóng cục sắt ra. À, the platform nó sẽ chia ra. Ôi, đừng. Lũ đạn bay mày về luôn. Bái thôi. Bái gì vậy? Tao tưởng đâu là né cái cục đó thôi, ai ngờ nó đánh cùng hòn đảo chìm xuống lũ đạn đó. À, nó đánh cái độ nghiêng mà hồi nãy tao nhớ là tao nhảy lên rồi mà tao nhảy không kịp. Thì... Tao đứng ngay cái vách để tao né cục đá, ai ngờ là cái vách mà nó nghiêng xuống chết luôn lũ. Ủa tao mập về luôn rồi hả? Chào tao đến đây. Em chỉ bắt tay. Anh nhớ tao mày quá đi về mà. Quá đá đi chứ. Đây để coi chọn chỗ có thanh niên nào mà chọn cái ba cái game được chọn luôn rồi cơ. Cái gì mày cộng lắp thêm tao nữa ba ghê thiệt. Mày lắp dữ vậy. Ừ. À, bomb blast dispatch gì nè, có vẻ như cái này là mới nha. Ok rồi, chơi hết 4 cái game này là coi như là mình dừng clip được luôn rồi đó. Mua 4 game rồi hả? Chơi sọp. Tao mua 2 game, thanh niên kia mua 2 game nữa là 4 game. À, nó sẽ ra liên tục đúng không? Ok. Không phải là liên tục, nó ra thay phiên nhau á, đứa nào mua trước thì có trước. À thế liên tục á, người này xong tới người kia, tới người kia á. Rồi, vô. Tao không tao bây giờ là có kiếm lỡ người này thấy không? Bá bập thân thiện vai nồi. Thân thiện mà, dễ thương. Ê, tao nhớ tao hiền á mà sao cho tao đấu sĩ ghê vậy bạn? Cái tao mày không chịu đổi ba. Mày tự chọn mà. Hả? Mày tự chọn mà. À, trước là cho nó chọn. Ê, cái này là tiết lỡ nè, tụi mình sẽ né tiết ra hoặc là ba đứng giữa nên đứng giữa. Đó ba mập đó, không ba mập đứng theo tao nè. Hết ké tao qua. Tao là thắng chắc. Đó, lưng đối lưng nè, hết ké nè. Đây. Đó. 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 Này thì đứng chung. Đó.
Né luôn, né. Đừng đừng cho tao thấy nguy hiểm nhiều hơn mày ơi. Né, né. Ờ, đứng đó kìa. Đó, thanh niên kia lên trên cùng, chết trước. Né luôn, né luôn, né qua này, né qua bên này. Chết luôn, chết luôn, ném luôn, ném luôn. Rồi quăng về, rồi qua bên phải luôn. Quăng đây luôn nè, quăng đây. Rồi, rồi, ra giữa lại, ra giữa lại, ra giữa lại. Ủa ba ơi, sao nó rớt càng lúc càng nhiều là sao? Ờ, thì nó phải liên tục chứ ba. Nó phải giết cùng. Quăng đây luôn. Rồi qua cháo, qua cháo. Qua đây luôn, qua đây luôn. Qua phải lại, qua phải lại. Rồi cháo lại, nó bị cháy gì mà nó không chết mày. Rồi, rồi. Trời ơi, mày em chết. Túi không mày hết. Tao thằng Bảo chưa chết. Tao mới nói Bảo Mập nó chết, nó chết thiệt mày. Tao Bảo chưa chết. Ủa tao chết lắm à. Ủa hai thanh niên giống Bảo Mập luôn kìa. À một thanh niên giống Bảo Mập nè. Có lửa đâu. Mà da trắng, mũi Bảo Mập da đen. Này phiên bản của tao nhưng mà rập tháng 7. Ai tới đây trò này trò của tao. Ủa Leader kìa. Ok. Để coi trò này nó sẽ như thế nào đây. 5 giây nữa là mình sẽ vô. Ủa thanh niên này vẫn lựa được nữa hả? Thôi đừng lựa nữa em ơi, như đây đủ rồi. Rồi. Ủa trò này chơi sao? Đợi xíu nha. À, ông tiến sĩ điên kìa bạn. Theo vô đi, bắt đầu hãy tìm lối thoát. À, nói chung là cố gắng tìm lối thoát và trốn thoát là được. Nổi gì dữ vậy? À, giống Death Run, giống Death Run. Đúng không? Wow, cái gì vậy? Ui ui, nó rung như vậy. Ủa hồn, mấy em chết mẹ ơi. Ê, để rung cái chừng chẳng dưới luôn ba. Con thấy rồi, con thấy rồi, con thấy rồi. Ui. Ok, con qua được rồi, con qua được rồi. Wow, trời ơi, mém chết, mém rớt. Bà chết chưa, bà chết chưa. Thấy bà rồi. Chưa, nhưng mà. Ủa, sao thanh niên này đi đường kia hay vậy? Ui, có vụ nổ đó. Không thấy đường luôn á. Có, thấy được. Ui, trời ơi, mém chết. Không, hồi nãy nó đóng cửa làm tao hú hồn. Ok, có qua được rồi. Trời ơi, cái Lilia Ye mất nết. Trời ơi, thiệt tình luôn cái Lilia Ye. Ủa chết rồi hả? Tao đang đi, nó giật Lilia Ye xong rồi tao né chết qua nó đúng tao luôn. Ui, 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 từ từ, quý đây. Yeah. Rồi, không thoát kịp rồi. Lại ốc bi ghét ghê cơ, cứ ốc bi cơ. Hai người sống. Trời ơi, có đúng hai người sống thôi. Ôi, cứ ốc bi. Đủ đạn, hồi nãy tất cả Lilia Ye ghê luôn á, thiệt tình luôn á. Kinh. Tao biết chứ, tính chờ thêm xíu nữa. Tại tao vội quá. Tính này khó nè, tính ra Flea này khó chứ không dễ đâu. Flea này khó. Quýu, nó tác nhiên nó gây quýu là chính thôi chứ không có gì đó. Rồi, nghiền xương. Nghiền xương rồi. Nghiền xương. Hai đứa nào có xương vô nghiền đi nha, tao mở không mà khỏi nghiền. Thì mày nghiền mở. Tao tính ra ba thằng con nào có xương đâu. Trời. Sao á. Đâu có cần phải nói hoạch tẹt vậy ba. Mày sao á. Ủa, chơi tao đánh đâu vậy? Ok, thấy rồi. Ủa, tao đánh đâu vậy? Tụi bay ơi, tụi bay đang đâu? Quay AR vú hai thằng mày. À, tao điều khiển, tao là người điều khiển. Rồi, xong luôn, mày né tao ra nha kia. Này, tao đứng ở đây thôi nha, đừng qua nha. Không. Rồi, nó giết hai người. À! Ba người, bảo bập đi. Trời, cái này mà có stamina nó ngon lành rồi. Thằng kia không mang mình làm người tốt hay kia ơi. Úp xịt. Ghê quá. Úp xịt rồi đó, nó úp gần cái rồi xịt nè. Bảo xịt về nơi xa lắm rồi, nơi kia đang giết hả? Úp xịt. À, nè. À, nó hiện luôn cái trò này sao thoát trời, nghĩ sao nó có cái vòng quay chà bá trong cái hồ nhỏ xíu. Nó quay cỡ nào mà không chết trời. Ai nói có đứa sống nè. Upsit, trời ơi không chết, tào lao. Rồi một đứa rồi, chết. Còn hai đứa. Em ơi, chết rồi. 10, 9. Trời ơi, không thể nói thanh niên này được rồi. 6, 5, 4, rồi thế mà còn một người còn sống mới hay chứ coi rồi. Không. Hay quá em ơi. Hay quá. Em chạy hay quá. Người còn sống ba. Như kia thế này là cứ để mấy bạn quýnh trước đi đã, đúng không? Khổ tâm lắm mày ơi. Sao vậy? Sao khổ tâm vậy? Tao có làm gì đâu. Mày không làm mà tao về để tao ngồi nè. Đây, cái trò này là trò tao chọn nè. Bomb Basket Spot. Là nhảy à? Bomb Basket này nó sẽ chơi như thế nào đây? Có vẻ như trò này là mình chưa chơi đâu. Nên là bây giờ có cái trò nào mới là show ra hết. Ủa cái gì vậy? Ồ, chơi sao? Ồ. Chưa biết. À, bấm cái nút. Cái này có nhẹ à, không? Bấm cái nút để đẩy qua kim đối phương. Không. Bấm sao? À, bấm nút spay mẹ ơi. Trời ơi. Bấm sao? Spay rồi đó. Bấm nút spay. À.
Trời, tao tưởng nó có mình tao một bên, trời ơi. Gì vậy trời? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cái này tắt nhạc đi. Đi, trời ơi. Rồi, tao tim đỏ. Ủa, có ai có kim đỏ, có kim xanh mới ghê chứ mày nồi. Hồi nãy giờ còn ngáo ngáo nha các bạn. Đó, giờ đẩy qua nó luôn. Giờ mày không chơi, tao dưới. Tao bóp chạy ngồi vậy. Không, đẩy hết qua ra kia, đẩy hết kia đi. Ừ, có là đẩy không rồi, có là đẩy. Cái mẹ rồi. Đi. Tao hiểu luật rồi. Bậy rồi, bỏ đi, còn mấy giây nữa. Trời ơi, đấu lại không trời. Thắng á, nhiều khi bên mày thắng á. Bên tao thấy ăn bom nhiều quá, ăn bom mới giờ hơi nhiều. Rồi. Chơi tốt đó. Để tiền win. Yeah. Tăng 47, tay rét thắng. Trên nhau có 3 điểm thôi đó. Thắng á bà ơi thắng á nha. 1 điểm cũng là 3 rồi. Không tin một được luôn đấy. Vấn đề là nghĩ sao 3 điểm. Yeah. Win. Vậy đi. Rồi ok. Đây game quý bầu luôn nè. Chơi một cái game cuối cùng nè. Ô vuông quý bầu. Ủa, một ô vuông sẽ bắt đầu chìm trong vòng mấy giây nữa. Tao đang ở đâu vậy? Mày đang ở trong cái ô vuông nè, đứng ở giữa đi. Tao thấy rồi. Đang đứng giữa đây nha. Ủa rồi, cái nào nó rớt là nó sẽ đổ màu. Thế nó thôi, sẽ chớp mình biết. À, ra là thế. Chạy kịp không? Đơn giản. Ăn mấy cái dòng đơn giản dễ chết lắm nè. Đứa nói mấy câu đơn giản lắm. tí nó làm nhanh thì thôi. mấy cái dòng đơn giản dễ toàn lắm. Ừ. Ui trời ơi, tất nhiên. Đó luôn thấy không? Đôi vậy đó, đi đôi đó. Ủa, tụi bay đứng ở đâu vậy? Đứng giữa nè. Ủa, tao đang đứng giữa nè, có thấy ai đâu? Thì làm mờ hết mà, sao thấy? Mày thấy rõ mình mày à. Trời, giúp bà nó chấp nhanh hơn rồi kìa. Càng lúc nó càng nhiều nha, càng lúc nó càng nhiều nha. Càng nhanh hơn đó ba. Đúng rồi, càng nhiều mà càng nhanh nữa. Ok, khá phức tạp rồi. Ủa sao mày không đứng yên một chỗ nữa đi? Thôi nghỉ chơi. Ý, bỏ đi. Nói gì luôn á, giờ chỉ cần im lặng mà nhảy thôi đó, thiệt luôn á. Đúng rồi, còn 5 giây nữa. Win chắc. Win. Yeah, win. Hay quá. Quá đỉnh luôn. La la la. Rồi, ok, dừng clip luôn. Rồi ok các bạn, thì hôm nay tụi mình đã trải nghiệm được những game mới của Epic Mini Game 2 thì chơi khá là đã luôn. Đó. Thì các bạn thích video này thì để lại cho ba đứa mình một like, một xem cho subscribe channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye.